Cả nhà ơi, xin chào cả nhà. Bữa nay hôm nay ngày ngày lễ cho nên là không có đi làm được nghỉ á. Bây giờ cái công việc này làm thêm để kiếm tiền nữa nè, là sửa đồ, lên lay quần. Đó, bây giờ mình đi làm đó là đâu có mấy người Tây bạn làm chung với cả nhà. Họ muốn lên lay quần cho nên là mình làm mình lấy tiền nha. Họ muốn cho nhiêu cho. Nhưng mà thường thường mình làm một cái quần vậy nào là người ta cho mình 10 đồng cả nhà lên lay quần. À, những cái này người ta muốn nó lên tới đây, cái chiều dài á người ta làm dấu sẵn, người ta muốn nó lên tới đó. Thì bây giờ mình đã mới vừa cắt xong, mình cắt bỏ bao nhiêu đây? Mình chưa ở phần này thì bây giờ mình dư bao nhiêu đây nè để mình gặp nó hai lần lại với cả nhà. Đó. Để khi mà mình gặp lại mình là sẽ làm cái like giống như cũ của người ta ha, cho cả nhà coi ha. Đó nó như vậy. Thấy không? Đó. Bây giờ mình mới vừa cắt bỏ xong ha. Bây giờ mình phải làm thử một cái cho đây. Mình cắt xong, cái đầu mình phải gặp lại hai lần á, mình phải lược bằng kim với chỉ lược sơ trước, sau đó mình mới đặt vô máy mình đạp nha cả nhà. Rồi cái quần này thì của người ta bị gách, người ta muốn mình giá lại giùm. Đó, thì mình cũng giá lại hết luôn. Đó. Thì bà cũng sẽ trả tiền cho mình nha cả nhà. Đó. Cái bà này bà hay mượn mình sửa đồ lắm. Lần nào lên lai quần thì bà cũng trả cho mình 10 đồng. Đó, bây giờ để mình làm tiếp cho cả nhà coi nha. Hồi nãy xong được một cái cả nhà, nãy mình làm được một cái, bây giờ mình phải làm hết luôn. Mình phải làm hết luôn rồi sau đó mình mới đặt lên trên bàn máy á, mình đạp một lượt một cho nó nhanh. Đó. Đây. Mình phải lược, chứ nếu mà mình mà không lược trước á, mình để lên trên bàn máy mình đạp là nó sẽ không có đều mà nó rất là khó nữa. Đúng không? Đó, mình bẻ xuống hai lớp như vậy á cả nhà, thấy không? Nó phải bẻ xuống hai lớp như vậy nè. Lược lại. Mình lược bằng kim chỉ trước. Mình làm lược sẵn như vậy mình đặt lên bằng máy mình đạp nó sẽ đẹp cả nhà, tại vì nó nằm yên rồi đúng không? Cả nhà sẽ thắc mắc tại sao mình không cần đo gạch phấn thước đồ này kia nha cả nhà, mình không có cần luôn á, mình là nhắm chừng cả nhà ơi. Nhắm chừng hay lắm, tại vì hồi nhỏ đó cô của mình đó, cô của mình có tiệm mai á đó, rồi cho nên là mình từ hồi nhỏ xíu là mình đã học với mai với đồ với cô của mình rồi, mình biết mai nha, lúc chút nói chung là biết mai lặt vặt, mai ra giường áo gối màn gì cũng biết mai, mình nhìn thấy là mình biết được, tại mình có khiếu cho nên mình nhìn mình biết được mai như thế nào, mai quần áo hồi nhỏ xíu là đã mai quần áo mặc được luôn rồi đó. Giờ bên đây giải cũng rẻ lắm nhưng mà không có mai làm biếng mai đó cả nhà, hồi đi làm có thời gian đó, chứ là năm rồi còn xuyên còn mai áo đầm cho Lina, giờ biếng mai thì chỉ để dành nhiều khi sửa đồ đồ này kia đó. Xong một cái nữa cả nhà thấy không, đây tăng tăng thấy không, hôm nay mình mới cắt cái máy là nhìn mắc cười quá cả nhà ơi. Nó kỳ kỳ không không quen, mình không quen á cả nhà, đó giờ tóc nó dước nó lên trên vậy không mà bây giờ mới cắt xuống cái nó ngứa ngáy cái trán khó chịu. Rồi mình xong một cái quần rồi đây, giờ mình sẽ làm cái thứ hai. Cái quần này, cái quần như mặc đi làm của cái ông chồng bà đó hay sao, nó cứ ngắt à. À bây giờ mình phải xỏ chỉ tiếp. Rồi xong rồi cái quần jean này á thì bả muốn mình giá mà giờ mình phải kiếm cái dải jean nữa. Kiếm mấy dải riêng để mình đắp xuống mình giá lại cho bạn. Đây, bây giờ mình xỏ chỉ trước. Đây, mình mới vừa may xong hết hai cái hai cả nhà ha. Xong hết hai cái rồi. Đây ha. Đó. Giờ này mình sẽ lên đồng máy mình đạp rồi cái quần này của bả đưa mình đó là nó bị gách như vậy ha. Đây bây giờ mình không có dải jean để đắp ở dưới, mình sẽ lấy cái giấy trắng của cái quần của bả nãy nó dư nè, tại cái này quần mới mình sẽ cắt cái miếng vải này.
mình sẽ may luôn, mình may nó nằm ở dưới nè ha, như vậy nó như vậy, mình sẽ đút nó ở dưới cái quần này, mình đút nó nằm ở dưới như vậy cả nhà. Rồi mình một hồi mình sẽ lấy bàn máy mình đạp dí dắt, mình đạp dí dắt trên chỗ cái đường gách này đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ xỏ chỉ mình kết. Rồi xong rồi đây cả nhà ha, đây mình đút ở dưới, mình đút đó ha, đó mình cắt cái miếng giấy trắng mình mới vừa khiếu cho nó dính, nó nằm đây. Điện hồi khi mình đút lên bao vô bằng máy á, mình đạp dí sát ở trên như vậy, nó không thì nó có giải nó cũng dính vô, nó sẽ nằm yên lại, thấy không? Đây cái này, à cái này nãy cái sợi dây này nó dướng, cái này mình cắt bỏ cái mà nó bị dướng, và là mình cắt bỏ đó. Cái này hồi mình đạp dí sát kỹ lại là sẽ không có thấy luôn á cả nhà, không có thấy cái miếng vải trắng ở dưới á, tại vì chỗ này nó bị gắt mà nó tươi như vậy nè, mình đạp khiếu lại luôn là sẽ không thấy đâu đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị bằng máy để mình may nha cả nhà. Nó bao nhiêu tuổi luôn á nha cả nhà, nó bằng tuổi đời với cái lúc mình qua Tây luôn, lúc đó phải ở Việt Nam á mình thấy may đồ rồi từ nhỏ rồi, rồi cho nên là qua tới đây là thấy có điều kiện cái là mình mua cái bằng máy liền đó, mình xài tới bây giờ luôn. Cái con suốt cả nhà mình đang gắn chỉ chưa, tại cái hai cái quần kia nó màu trắng cho nên ở dưới mình phải để màu trắng, rồi trên này thì cũng phải chỉ trắng nhưng mà mình không có làm chỉ trắng, mình làm cái màu này nè, nó hơi kem kem chút xíu cũng được, không sao. Đây. Sao chỉ vô, hồi xưa còn nhỏ xíu là lấy giải của cô mình nó phá may đồ bị đánh đòn, tại vì phái may lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái này vô mình đạp, nãy mình lấy sẵn rồi cho nên giờ mình đạp nó sẽ rất là nhanh đi. Máy 21 năm mà mai cũng còn được lắm, chờ chừng nào nó hư rồi mua cái xịn hơn á mà xài hoài nó không hư cả nhà. Tự mình canh luôn, mình nhắm chừng cho cái đường chỉ nó thẳng. Cái này thì là khi học may vô là ai cũng phải biết nhắm chừng nha nha. Rồi, xong một bên. Cái bề dưới quá trời đẹp luôn. Mình để gần lại cho cả nhà coi ha. Thấy xịn không? Nhắm chừng ngay bon luôn, thấy không cả nhà? Đó, mình đâu có gạch phấn đâu cái gì đâu, ngay luôn nè, thấy chưa? Ha. Bị sao? Nè. Thấy chưa? Bởi vì hồi đó học may á, mà toàn là nhắm chừng không mà không có gạch phấn, bị cô chính cô la quá trời luôn. Nhưng mà mình nhắm chừng hay em cả nhà thấy không, đâu có méo mó gì đâu, thẳng băng luôn đó, mình không cần gạch phấn gì luôn, canh bá chí không. Mà bằng máy của mình hôm nay nó bị gì nè, sao nó hay bị đứt chỉ quá mình không biết đường, mình chỉnh lại cả nhà, chỉnh chưa có được mà không biết nó bị cái gì nè mà sao mà đạp nó hay bị đứt chỉ, hay là nó bị khô dầu vậy ta, không biết đường chỉnh nó. Rồi bây giờ mình sẽ đạp tiếp cái bên,
Biết may thế gì cũng tiện lắm cả nhà, tại vì khi mình ở đây mình mua đồ á, người châu Á mình á nhỏ á, về nhiều khi cắt rộng nhỏ ngắn dài gì bóp eo gì mình cũng tự làm được hết cho chồng con cho mình đồ luôn hết cả nhà, cần gì may vá là mình biết làm hết. Mấy năm trước mình còn xuyên mình may màng á cả nhà, rèm cửa. Mai rèm từ xưa, mai rèm cửa nhóc luôn. Cái tiếng nó hơi ồn nè, chắc nó khô dầu á. Những cái bàn máy này xài bền dễ sợ luôn, 21 năm mà không có bị gì hết trơn. À, hồi xưa mình mới qua mình mua cũng rẻ, cả nhà có 100 mấy à, 150 euro vậy mình nhớ. Hiệu này tốt thiệt chứ trời, trời ơi công nhận thợ xịn thiệt luôn á. Cái nào cho cả nhà coi nha, cái thợ thợ xịn đó, thấy chưa măng luôn ha. Mang luôn ở phía trong nè, cho cả nhà coi phía trong quá đẹp luôn, thấy không phía trong á, đây nè, nó cháy không. Bởi vì lần trước rồi bây giờ mình đạp này xong rồi, cái bây giờ cái chỉ xanh mà hồi nãy lúc mình lược đó cả nhà, mình cắt mình sẽ bỏ, mình gỡ nó ra bỏ đó, thấy không, gỡ nó ra. Nãy bên kia mình gỡ ra chưa ta? À bên kia mình chưa gỡ cả nha. Để đây, để mình gỡ bên đây. Đó. Rồi. Xong một cái. Thấy chưa? Làm chút xíu mà xong. Ngày mai đi làm đem dư giao cho bả là được 10 đồng á cả nhà một cái. Nó không rảnh nè, làm gì cũng có tiền. Rồi khi ai người quen thì mình làm giùm cả nhà. Xưa giờ cũng làm giùm cho nhiều người lắm. Giờ tới cái thứ hai nè. Giờ mình đi làm mình kiếm mối bạn là chung chỗ làm á tay á, khi người ta đâu có biết, ai cũng biết sửa đâu cả nhà, ai cũng biết cắt biết đồ đâu. Đó. Cho nên là giờ mình kiếm mối mình làm, mình có nghề mà. Cũng làm thì uổng. Với mình làm rồi á bà vừa ý á cả nhà, cho nên là không muốn làm nữa, bà nói mình mai đẹp. À, bà đòi gom đóng áo đầm đồ này kia cho mình sửa đó, mình nói ok đem đi sửa hết. Ở đây mà mua đồ về cái nào cũng giữ ý là mình sửa hết trơn à. Quần ngắn, quần dài gì này kia gì cũng giữ ý mình sửa hết. Chứ không có ngại. Có nhiều người không biết sửa thì người ta nói mua về, nhiều khi người ta không thích cái này, không thích cái kia, không biết làm sao sửa, mình sửa hết. Áo đồ này kia vậy mà mặc không vừa đồ này kia vậy mình cũng sửa hết. Có cái bà chị bạn ở bên Đức á, trời ơi cái áo của bà nó bị này bị kia bị tùm lum chứ mà mình tháo rồi mình sửa hết, tháo banh hết luôn, mình làm lại hết luôn, xong lại đẹp đàng hoàng lại luôn nha, bà phái lắm. Mình nói như vậy ha, mình đang may nãy là nó có đường thẳng rồi nó có zigzag nó có tùm lum kiểu ha cả nhà ha. Đó. Cái bàn máy của mình là hiệu này nè cả nhà, Pháp đó này, ở dưới này nó có cái cục đạp điện đó nha cả nhà, đạp
Nê dặn nó qua cái hình này zigzag zigzag mình sẽ đạp. Hồi đó ở Việt Nam á, nhỏ xíu mình học lớp 6, 7 là mình may áo mặc đi học được rồi cả nhà. Chỉ học lớn thôi đó. Mỗi khi hè lên ở với cô rồi học thôi mà mình có khiếu cho nên mình nhanh biết. Mình phải luồn nó vô cả nhà. Tại ngay chỗ này ngay cái ống nó hơi khó một tí. Phải luồn cẩn thận vô. Mình sẽ đạp. Xây nó lại tại cái đường này nó gắt theo cái sẽ chỉ để mình cắt nó ra. Đây. Rồi ha. Mình cho cả nhà coi nè. Đó. Đó. Mình rửa xong rồi ha, mình giá xong rồi, hồi nãy nó lủng á. Đó. Đó, bây giờ dưới thì mình có miếng vải rồi mình đặt mình đạp dưới rắc nè. Thẳng đều hết luôn, đó. Bà nói cái quần này chồng của bà rất là thích cho nên là không có bỏ mà kêu mình giá lại. Rồi mình tháo cái chỉ mà hồi nãy mình lượt lúc đầu á cả nhà, tháo cái đó ra bỏ. Mình cắt mấy cái mà nó bị lòi lên luôn cho người ta sạch sẽ ha. Đó rồi xong xong cả nhà. Rồi mình xong rồi, bye bye cả nhà, tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha.